À, bây giờ cô sẽ chữa bài kiểm tra nhé. Câu số 1 thì rõ ràng nó là cô bị động rồi, thì không nói nhiều nữa. Nó chắc chắn là sẽ là đáp án D và không có bạn nào sai câu này. Tiếp tục câu số 2, gia đình đã trở về từ chuyến kỳ nghỉ của họ. Như vậy cái này nó sẽ là câu chủ động chứ làm sao là câu bị động mà đã được hay đã bị được, đúng không? Thế cho nên nó phải đáp án B nha, câu chủ động không phải bị động. Câu số 3 nào, cấu trúc. Chúng ta đã làm quen với kiểu cấu trúc là nhìn thấy ai làm gì. Ok, see somebody do something hoặc see somebody doing something, có hai cách cái này. Nếu như mà chúng ta nhìn thấy ai đó làm điều gì từ đầu, chứng kiến họ làm điều đó từ đầu đến cuối, thì chúng ta sẽ là see somebody do something. Còn nếu chúng ta chỉ là nhìn thấy một phần hành động của họ thôi, thì họ đang làm và chúng ta vô tình nhìn thấy chẳng hạn, thì nó sẽ là see somebody doing something. Ok. Ví dụ như là nếu như mà nói rằng là tôi đã nhìn thấy anh ấy rửa xe ô tô chẳng hạn, thì nếu mà mình chứng kiến từ đầu đến cuối, từ khi anh ấy bắt đầu rửa xe đến khi kết thúc, thì mình sẽ là I see him wash his car. Còn nếu như mà anh ấy đang rửa và tình cờ đi ngang qua và nhìn thấy anh ấy rửa, ok, thì chúng ta sẽ là I saw him washing her car, his car. Okay. Tuy nhiên cái dạng này khi mà chuyển sang bị động nhá, chú ý cái dạng mà nhìn thấy chứng kiến toàn bộ sự việc ấy, thì khi chuyển sang câu bị động somebody is seen, ok, thì nó phải là to do something cơ. Còn cái phần này thì nó sẽ là giữ nguyên, sẽ là somebody is seen, được nhìn thấy, doing something. Ok. Vì thế cho nên trong trường hợp dưới dạng bài thi như thế này, chúng ta sẽ không thể không biết được ngữ cảnh, là không biết là chứng kiến từ đầu hay là chứng kiến một phần việc làm của người khác, thì chúng ta đơn giản là sẽ chọn hoặc là to do hoặc doing thôi. Và quay trở lại câu số 3, chúng ta không nhìn thấy có to do, không có to fly, mà chỉ có flying thôi. Như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án C, flying. Ok. Câu số 4 nào, để cấu trúc B preoccupied with something hoặc doing something, có nghĩa là bận tâm về điều gì hay là bận tâm về việc làm gì. Khi mà chúng ta không có điều gì bận tâm lo lắng mà không thể tập trung vào việc khác, thì chúng ta sẽ dùng cái cấu trúc này, be preoccupied with. Ok. Câu số 5 thì cái này nói rất là nhiều lần rồi, về hưu mà, tự mình về hưu mà, đâu có phải là ai cho về hưu đâu, nên nó phải là câu chủ động chứ. Đáp án A. Câu số 6 cũng đã nhắc rất nhiều lần rồi, dưới dạng chủ ngữ mà có hai thành phần danh từ 1 nối với danh từ 2 bởi rồi từ of, thì chúng cái mà chúng ta cần quan tâm để chia động từ đó là cái danh từ đầu tiên này chứ không phải danh từ này. Chứ ạ, vì thế cho nên nhìn này, every part đây là số ít, chứ chúng ta sẽ không chia theo lives ở phía sau. Nhìn thấy chưa? Vì thế cho nên nó sẽ phải là has been. Rất nhiều bạn sai cái này. Câu số 7 thì thôi không phải nói nhiều, thì hiện tại hoàn thành, không có ai bị sai cái này. Câu số 8 nào, ở đây chúng ta có without being. Be ở đây sau be không thể nào là verb loại bỏ A, không phải là danh từ memory. Ok. Mà ở đây chúng ta sẽ cần một động từ để dạng bị động là chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy mà không bị gợi nhớ về hình ảnh ông của anh ấy, được chưa? Như vậy gợi nhớ về điều gì phải là reminded, not remained. Ok. Remained có nghĩa là duy trì, giữ nguyên cái điều gì, chứ còn remind thì nó mới là gợi nhớ. Vì thế cho nên ở trong điện thoại ấy, có cái chế độ reminder là cái chế độ nhắc nhở, chưa? Câu số 9 thì ở đây chắc chắn đây là câu bị động rồi, là người ta được phép sử dụng máy tính nếu cần. Vậy nó là đáp án B, were allowed. Cái câu số 10 chúng ta có cấu trúc cố định grow accustomed, ok, to something, có nghĩa là làm quen với điều gì. Ok, tôi chắc chắn rằng bạn sẽ sớm làm quen hay là thích nghi với môi trường làm việc mới. Đấy chưa, đây là một cụm cố định nhá.
Vì thế cho nên đương nhiên ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án C, custom. Ok, câu số 11. Nào, rất nhiều người bị chết ở cái chỗ này bởi vì nhìn thấy số nhiều ở đây, thế là cứ nghĩ là mình phải chia số nhiều mặc dù xác định đúng đây là dạng bị động. Ok. Nhưng mà chú ý ở đây, đây là một tổ chức UN, đây là Liên Hợp Quốc mà, tổ chức Liên Hợp Quốc. Như vậy đây chỉ là một tổ chức thôi, nên nó sẽ phải là dạng số ít chứ không phải là dạng số nhiều, nên sẽ phải là đáp án D is expected. Câu số 12. Rồi, cái này thì rõ ràng là dạng bị động rồi. Các cái quy tắc hướng dẫn phải được thực hiện một cách chính xác, một cách thực hiện mà phải được tuân thủ một cách chính xác. Cái này là precisely, nó bằng với exactly. Okay, vì thế cho nên nó đương nhiên sẽ là must be followed. Okay. Câu số 13, cái này cũng cố định mà, had better. Had better, tốt nhất là nên làm gì? Had better do something. Bạn tốt nhất là nên đánh răng, kiểm tra răng miệng ít nhất là đi kiểm tra răng miệng ít nhất là 1 năm 1 lần. Ok, nên nó sẽ là had better. Và chú ý là chúng ta ở đây có cấu trúc là have something done. Have something done, tức là verb phân thứ hai á. Tức là nhờ ai làm gì hay là đem cái, nhờ ai làm gì thông thường sẽ hay dịch như vậy. Và chúng ta phải tốt nhất là nên để cho răng bạn, răng miệng của bạn được kiểm tra ít nhất một lần. Đó, thì ở đây chúng ta nhìn thấy have your teeth checked. Được chưa? Chúng ta sẽ lưu ý cái cấu trúc này mà đợt trước cô nói rồi, ví dụ như là đợt trước đã lấy ví dụ về cái cấu trúc này rồi, ví dụ đi cắt tóc á, tự mình cắt tóc sẽ là cut my hair. Nhưng mà thông thường chúng ta chẳng có mấy ai mà tự cắt tóc cả, chúng ta sẽ ra tiệm cắt tóc, đúng không? Thế cho nên sẽ là have my hair cut. Ok, nhờ ai đi ra ngoài và người khác làm việc đó cho mình. Bởi vì lát nữa chúng ta sẽ gặp lại cái cấu trúc này, nên ở đây tiện đây thì cô sẽ nhắc lại luôn. Câu số 14. Nào, bao phủ bởi tuyết thì trông ngọn núi rất là tuyệt vời. Thì ở đây rõ ràng là làm sao ngọn núi tự bao phủ được, đúng không? Đây phải được bao phủ bởi tuyết. Và rất nhiều người lại nhầm lẫn, cô đã bảo rồi, verb in hoặc là to verb nó sẽ chỉ đứng đầu câu, đóng vai trò là chủ ngữ cơ. Nhưng đây nó đâu phải đóng vai trò là chủ ngữ đâu. Ok, chủ ngữ đây mà, ngọn núi đây mà. Ok, vì thế cho nên cái này nó không có liên quan, nên không thể là A, không thể là B được. Ok, như vậy ở đây thực ra nó đã bị cắt đi rồi, ngọn núi được bao phủ bởi tuyết trông rất là tuyệt vời. Ok, thì nó sẽ cắt cái đoạn chủ ngữ và động từ to be đi, thì nó sẽ chỉ có được bao phủ bởi tuyết thôi, covered with. Câu số 15. Rồi, cái này nói về cảm xúc, còn nhớ không, tính từ mang đuôi ed. Ok, nói về cảm xúc và bao giờ nó cũng có giới từ cố định đi kèm. Vì thế cho nên cái này phải là mọi người cảm thấy rất hài lòng với kết quả của cuộc họp, thì phải là was satisfied with. Ok, câu số 16. Left alone, đây đây chính là cái dạng này, bị bỏ lại một mình này, được bao phủ bởi tuyết, thấy chưa? Thì bị bỏ lại một mình thì đứa bé tuôn trào nước mắt, bật khóc, òa ra khóc nức nở. Ok, và đây cũng là một cụm cố định, burn into tears chứ không phải là cry into tears. Ok, chú ý nhá, đây là một cụm cố định, bật khóc. Tiếp tục chúng ta có câu tiếp theo nha, 17. Tại sao trận đấu bóng đá lại bị hủy? Và chúng ta nhìn thấy có động từ to be ở phía trước mà, đúng không? Vì thế cho nên là đây chắc chắn là câu bị động rồi. Nha. Thì chúng ta sẽ chú ý sẽ phải là cancelled, bị hủy. Câu số 18, last week John đương nhiên là sẽ được trao thưởng rồi, an award. Ok, vì dịch vụ cộng đồng của mình được trao thưởng, chứ làm sao lại trao thưởng cho chính mình được, nên đây phải là câu bị động, nó sẽ là was given. Có rất nhiều bạn cũng xác định là câu bị động đấy, thế nhưng mà was gave là cái gì? Ok, phải là verb phần thứ hai, phải là given chứ, give given. Ok, câu số 19.
Nào, collect, thu thập cái gì? Chúng ta là information không đếm được mà nó lại để s, chắc chắn là loại. Knowledge, tri thức không đếm được lại còn để s. Như vậy chắc chắn là sai rồi. Và ở đây chúng ta sẽ chỉ còn data hoặc là fact. Thì ở đây dữ liệu nó sẽ chỉ có thể là data thôi chứ không thể nào là fact. Fact là thực tế. Ok. Câu số 20. Một khi mà các hồ sơ đã sẵn sàng thì hãy gửi nó cho tôi. Ok. Và đây nhìn này, have something done. Chúng ta lại quay trở lại cái cấu trúc vừa xong. Vì thế cho nên nó sẽ phải là send. Thấy chưa? Verb phân thứ hai. Đem nó gửi cho tôi, bởi vì thông thường là chúng ta sẽ không phải là tự mình đem đi gửi, mà ví dụ chúng ta gửi qua bưu điện hoặc nhờ ai đó đưa. Ok. Thì nó sẽ phải là không phải tự mình làm, thì là have them sent to me. Câu số 21, the picture. Rồi, cái chỗ này chúng ta nhìn thấy by ở đây nên chúng ta biết ngay là dạng bị động rồi, tốt. Tuy nhiên là chú ý rằng ở đây nó chỉ là một vế bổ sung ý nghĩa thôi, tức là ở đây nó là một mệnh đề quan hệ đã bị lược bỏ. Thực tế là nó, và chúng ta có thể nhìn thấy which ở đây, thực tế là which is take which are taken ok by chấm chấm chấm. Được chưa? Và đợt trước cô cũng đã nhắc rồi, với mệnh đề quan hệ mà bị lược bỏ mệnh đề này, rồi lược bỏ động từ to be này, thì nó sẽ giữ nguyên ở phía đằng sau. Ok, cô đã nhắc rất nhiều trong bài kiểm tra rồi. Vì thế cho nên hay giống như lúc ấy ngọn núi bị bao phủ ấy, nó loại bỏ chủ ngữ, loại bỏ động từ to be thì nó sẽ giữ nguyên vế. Vì thế cho nên nó sẽ phải là chọn đáp án A, taken. Ok, chứ không phải which. Nếu mà which ở đây thì thiếu động từ to be mất rồi, đúng chưa? Còn ở đây nó sẽ, đây nó là mệnh đề quan hệ nên nó sẽ không thể nào were taken được hay was taken được. Ok. Câu số 22. Tôi không thể chấm 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 nó nữa. Website dường như là đã bị, đột nhiên nó bị biến mất. Và đương nhiên ở đây chúng ta phải hiểu là truy cập vào website, mà truy cập thì chúng ta có từ access. Access chứ không phải là vươn tới hay là thoát khỏi lockout, là pass qua được. Câu số 23. Nào, cái này lại tương tự giống như là được bao phủ bởi tuyết, thì đây là được nhìn thấy từ khoảng cách xa. Cái này là đã chữa rồi mà. Nó phải là seen at a distance. Câu số 24. Cái vấn đề toán học này thì nghe đã biết đây chắc chắn problem, ở đây thì chắc chắn nó phải là câu bị động rồi. Ok. Và câu bị động thì làm gì có C, chắc chắn là không có này. Nhìn thấy chưa? B cũng không có. Tại sao tự dưng lại be nguyên thể ở đây được? Nếu có đây sẽ phải chia động từ to be. Ok. Và cái này cũng sẽ không đúng được. Đáp án A này cũng sẽ không đúng, bởi vì là nó phải là cụm cố định. Nếu như là will ở đây thì phải will be able to sau đó cộng verb, chứ không phải will be able to xong lại be solve ở đây nha. Không bao giờ, bởi vì able ở đây nó là tính từ. Như vậy chúng ta sẽ thiếu động từ to be ở đây. Nếu câu này đúng sẽ phải will be able to be solved in 10 minutes. Như vậy chỉ có thể đáp án D thôi, can be, có thể được giải quyết. Can be. Ok. Câu số 25. Rồi quay lại cấu trúc được nhìn thấy, bị nhìn thấy làm gì. Thì còn nhớ không, lúc ấy cô vừa nhắc xong hoặc to do dạng bị động nha. Hoặc to do hoặc doing. Ở đây không có to do mà chỉ có doing thôi nên sẽ là watching. Câu số 26, umbrella. Ô, như vậy chắc chắn là bị động. Was broken. Câu số 27. He nào, chỉ với một tuần nữa thì anh ấy có thể, chỉ cần thêm một tuần nữa thôi thì anh ấy có thể chuẩn bị tốt hơn cho buổi hòa nhạc vào thứ bảy tuần trước. Ok, thì ở đây nó chắc chắn là quá khứ rồi. Và better tính từ, như vậy sẽ cần phải có động từ to be ở đây. Ok, nên nó sẽ là, ở đây nó sẽ chỉ là last Saturday mà, quá khứ đơn. Thế cho nên nó sẽ không thể là quá khứ hoàn thành hay lằng nhằng ở đây được. Nó sẽ là could be better thôi. Ok. Thế là can ở đây đã chuyển về dạng quá khứ sẽ là could. Câu số 28 mọi người quên hết rồi. Trước cô đã dạy rồi, need. Need to do nó là câu chủ động, cần làm gì. Nhưng mà dạng bị động cần được làm gì thì phải là need doing something cơ mà. Nên ở đây sẽ phải need fixing. Ok.
Máy photocopy cần phải được sửa. Nhớ nhá, dạng bị động của need là need doing something. Câu số 29 nào. Được báo cáo, người ta báo cáo rằng là con thuyền đã biến mất cách đây 60 dặm từ bờ biển Nam Mỹ. Ok, như vậy ở đây nó ra dạng quá khứ nhá. Về sau thì sẽ học kỹ hơn về cái này, về dạng bị động của cái này thì buổi sau cũng sẽ chữa kỹ hơn. Thì nhớ là cái này nó sẽ là đã biến mất, disappeared, đáp án A nhá. Chứ không phải là chắc chắn là sẽ không có chia chắc thành như thế này đâu. Ok, nó sẽ là, nó sẽ dạng là it is, xong rồi verb phân từ 2 that, sau đó chủ ngữ và sau đó là verb phân từ 1, tức là đây sẽ là thì quá khứ đơn. Ok, đây là một cấu trúc cố định. Câu số 30 nào, cái câu này đã chữa rồi nha. Tôi khánh kiệt. Ok, cháy túi sẽ là I'm broke, chứ không phải broken, không phải vỡ tan nát cái gì cả. Đúng chưa? I'm broke có nghĩa là tôi khánh kiệt, cháy túi. 31 nào, lại cấu trúc là đem cái gì, nhờ ai làm cái gì, have something done. Nên ở đây nó sẽ phải have this letter sent by express mail. Express mail là thư chuyển phát nhanh. Ok, à, chúng ta hãy đem cái lá thư này gửi đi bằng thư chuyển phát nhanh. Được chưa? Câu số 32 rồi, was very, xong lại with. Như vậy phải nghĩ đến tính từ dưới dạng ed, impressed, tức là ấn tượng với cái gì. Ok, nhớ chưa nha. Tiếp tục câu số, nói về cảm xúc mà. Câu số 33, next few months, trong vài tháng tới. Như vậy ở đây chắc chắn là thì tương lai rồi, không phải nghĩ nhiều, chọn luôn đáp án có will. Câu số 34, ngài Honda là một nhân viên rất là khủng. Ok, khủng ở đây mang tính tích cực nhé. Vì ông ấy đã được 2 lần thăng chức vào năm nay. Ok, được thăng chức 2 lần một năm, rõ ràng là rất là khủng đúng không ạ? Thông thường chỉ được 1 lần thôi, đây được hẳn 2 lần một năm. Và thăng chức thì đương nhiên là phải người khác thăng chức chứ không tự mình thăng chức được, nên sẽ phải là was given. Ok, câu số 35 nhá. Ở trước cô đã nói rồi, không có hai vế tương lai ở cùng một bên. Ở bên này đã là thì tương lai đơn rồi, thì bên này nó sẽ tự động về hiện tại đơn. Cái này nhắc đi nhắc lại rồi, nên nó đương nhiên sẽ phải là ask. Ask. Ok, câu số 36, hãy đảm bảo chắc chắn rằng là bạn sẽ để cho những cái hợp đồng này được ký trước khi gặp gỡ với luật sư. Ok, và ở đây cái từ get này nó cũng giống, tương đương với từ have something done, nó tương tự nhá. Get something done hay have something done là nghĩa giống nhau, vì thế cho nên ở đây sẽ phải là verb phân từ 2, sign, được ký. Câu số 37 nào, lại quay trở lại cấu trúc là hai chủ ngữ được cấu tạo bởi danh từ 1 đối với danh từ 2 bởi giới từ of. Như vậy cái chúng ta quan tâm là cái danh từ 1 này chứ không phải là cái này. Như vậy ở đây chúng ta sẽ quan tâm cái nhóm bác sĩ này. Thì cái nhóm này là chỉ có một nhóm thôi, nên nó sẽ phải là số it is involved. Ok, câu số 38 nào, ở đây nó là mệnh đề quan hệ. Ok, nó bổ sung ý nghĩa, chứ còn đây mới là chủ ngữ chính. Ok, và cái chủ ngữ chính, vì thế cho nên chúng ta nhìn thấy là chủ ngữ chính ở đây nó là dạng số ít mà. Ok, thứ hai đây là dạng bị động, distributed, được phát hành. Như vậy bị động, vậy chúng ta sẽ không thể nào là has hay là have ở đây. Bị động chúng ta cần chia to be, và to be ở đây phải là dạng số ít. Ok, vì thế cho nên câu này nó sẽ phải là đáp án C, is. Câu số 39 nào. Úi dồi ôi, đây thì rõ ràng đây là câu bị động mà, was conducted. Rõ ràng bị động mà, bị động thì đương nhiên sẽ phải là by rồi, bởi. Oh, bạn điều tra nghiên cứu là được tiến hành bởi, đúng chưa?
Thế mà rất nhiều người sai cái chọn giới từ tùm lum, đơn giản nó là câu bị động thì chọn là by thôi. Câu số 40 nó cũng lại quay trở lại đây là câu bị động mà. Đúng chưa? Words, verb phần từ 2 nên sẽ phải là interviewed 2.500 người sử dụng điện thoại đã được phỏng vấn trên khắp nước Mỹ. Cái okay, được phỏng vấn ấy. Tiếp tục câu số 41. Nào, chúng ta có ở tại cái hãng này, hãng đây là tên hãng được chưa? Thì chúng tôi có mức giá chấm 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 trong thị trấn và chúng ta cũng có mức giá. Ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy này, căn cứ vào ý nghĩa ngữ cảnh thì ở đây là một cái bức thư quảng cáo. Ok. Hãy thuê xe ở chúng tôi, xe ô tô. Như vậy ở đây vì là một bức thư quảng cáo nên ở đây chúng ta sẽ phải chọn theo đúng ngữ cảnh thì hợp lý sẽ phải là chúng tôi có mức giá thấp nhất ở trong thị trấn. Ok. Thấp nhất ở trong thị trấn. Rồi tiếp tục the lowest. Tiếp tục câu số 42. Ở cái hãng này thì có 3 chấm 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 thuận lợi, thuận tiện. Ok. Thì chúng ta sẽ xem. Thì cái này chúng ta bắt buộc là sẽ phải căn cứ vào ngữ cảnh rồi. Ok. Thì cô đã nói rồi, nếu mà trong trường hợp mà không liên quan đến ngữ pháp mà cần phải hiểu ngữ cảnh thì chúng ta sẽ đọc câu liền ngay phía trước và câu liền ngay phía sau. Ok. Phía trước tại sao bạn lại phải đi xa hơn. Ok. Chúng tôi có chấm 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 thuận lợi cho bạn. Đấy, nghe đến đi xa hơn là chúng ta đã hơi mường tượng ra rồi. Tiếp tục chúng tôi có các văn phòng đại diện ở nào, sân bay, nhà ga, rồi trong trung tâm thành phố ở trên phố Main Street. Ok, như vậy ở đây nó là liên quan đến 3 địa điểm, chứ làm sao mà liên quan đến ô tô hay là giá cả hay là lịch trình được. Nó phải location, có 3 địa điểm. Vậy chúng tôi có 3 vị trí địa điểm thuận lợi cho bạn, vậy tại sao bạn lại phải đi xa hơn. Đấy, ngữ cảnh nó phải như vậy. Câu số 43 thì cái này nó liên quan đến ngữ pháp quá là dễ rồi. Cô đã nói rồi, trạng từ chỉ tần suất luôn luôn ở phía đằng sau động từ to be, trước tính từ. Ok, vì cho nên phải là are always ready. Rất nhiều bạn sai hay làm gì có are ready always là cái gì, hay là mấy cái này là không có đúng rồi. Câu số 44, chúng ta cứ nhìn thấy next hay là cứ nghĩ rằng là nó là thì tương lai, nhưng không phải đâu. Lần sau hãy, đây là câu đây là câu mệnh lệnh mà. Hãy thuê xe, ok, từ hãng của chúng tôi. Ok. Như vậy đây là câu mệnh lệnh nên nó phải là verb nguyên thể đứng ở đầu câu. Và cũng có rất nhiều bạn vì nhìn thấy next này nên nghĩ về thì tương lai. Nếu đây là thì tương lai thế thì chủ ngữ đâu? Đâu có chủ ngữ đâu mà tự dưng lại will rent, ai sẽ thuê đấy. Ok. Thứ hai, chúng ta đây không thể là chủ ngữ đứng đầu câu để mà chọn là verb in đứng ở đầu câu ở đây được. Bởi vì nếu như đây là chủ ngữ thuê xe ô tô của bạn, thế thì động từ đâu? Đúng chưa? Thế mà bạn phải nghĩ ngay đây, các em phải nghĩ ngay đây là câu mệnh lệnh, hãy thuê xe từ chấm chấm chấm. Ok. Nha. Câu số 45 nào. Sự chấm 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 gần đây trong giá nhiên liệu đã làm cho cái công ty này điều chỉnh giá vận chuyển của chúng ta. Ok. Thì ở đây là sự gì nè? Benefit, lợi nhuận tăng trong giá. Không có sự lợi nhuận trong giá, là sự lợi nhuận gần đây trong giá là không có hợp lý rồi. Rồi thì proposal, lời đề nghị rồi này. Shortage là sự thiếu hụt. Không có sự thiếu hụt trong giá được. Có thể thiếu hụt trong số lượng, chất lượng, chứ không có trong giá. Vậy chỉ có sự tăng lên, arise. Ok. Sự tăng lên gần đây trong giá nhiên liệu. Ok. Câu số 46. Rồi đây là câu bị động mà. Ok. Gọi là danh sách giá cả bạn trao giá đã được đính kèm. Ok. Như vậy ở đây nó sẽ phải là câu bị động. Em phải enclosed. Câu số 47. Chúng tôi chân thành chấm 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 bất cứ sự bất tiện nào có thể gây ra cho bạn sẽ gây ra cho ngài. Như vậy chúng ta ở đây, chúng ta tất cả cái này chúng ta sẽ chỉ có thể là regret, rất lấy làm tiếc, bất cứ sự bất tiện nào có thể sẽ gây ra. Ok, lấy làm tiếc cái này phải quen thuộc chứ, làm sao bạn lấy làm nghi ngờ hay là phiền lòng hay là bất tâm. Ok, chỉ có thể là lấy làm tiếc thôi. Tiếp tục câu số 48.
Nào, câu số 48. Nào, bây giờ tất cả các nhân viên sẽ có thể truy cập vào cái file điện tử và các thông tin tài khoản chỉ với một nút bấm. Ok. Hole, tức là cái phần mềm này được tạo ra để đáp ứng các vấn đề về mạng mà chúng ta đã trải qua từ năm ngoái. Ok. Như vậy cái này nhá, nó đã được thiết kế rồi mà. Nên bây giờ mình các nhân viên mới có thể truy cập sử dụng. Ok, nhìn thấy chưa? Đã thiết kế và đã ứng dụng, bây giờ là bắt đầu ứng dụng. Vì thế cho nên không thể nào là thì tương lai được. Ok. Và cũng không thể là thì hiện tại hoàn thành, bởi vì ở đây đã có thì hiện tại hoàn thành rồi. Như này, we have experiment since last year. Như vậy ở đây nó chỉ thể là đáp án C là đã được thiết kế. Ok, câu số 49. Trước khi chạy cái phần mềm này ở trên máy tính để bàn thì điều quan trọng là bạn phải tải và xem tất cả, tải về và xem lại tất cả các hướng dẫn sử dụng cái phần mềm này và chấm 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 phần mềm có liên quan mà bạn được yêu cầu. Như vậy phải là và bất cứ cái phần mềm có liên quan nào, whatever, chứ không phải cái mà, cũng không phải là whom thì chắc chắn không phải rồi, elsewhere nơi đâu cũng không phải rồi. Ok, bất cứ cái gì. Câu số 50. Nào, đừng chia sẻ, bởi vì ở đây nói rằng là passwords sẽ được gửi email đến tất cả các nhân viên trong vòng 5 ngày tới. Như vậy đừng chia sẻ thông tin gì? Không thể là thông tin ngân hàng, thông tin truy cập, thông tin thu nhập, mà chỉ có thể là thông tin liên lạc, contact. Bởi vì email là contact mà, là thông tin liên lạc mà. Được chưa? Thế nhá. Rồi, bye bye.